Rồi ok, mình chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Lúa TV ha. Thì các bạn ơi, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ một cái video á, là mình sẽ cài đặt lại cái app em sai mà. Thì đa phần á, em sai này á, là nó sẽ hỗ trợ cho cái em kim dịch vụ cái app chuyển tiền nha các bạn. Thì hai cái này đi chung với nhau nha. Thì một số lỗi hay là một số cái khó khăn thường gặp á khi mà mình sử dụng em sai này các bạn. Thì các bạn thường hay đổi thiết bị nè, thì khi mình nhập vô nó sẽ kêu mình kích hoạt lại ha, hoặc là mình bị khóa cái app em sai này do mình hay nhập sai mật khẩu nhiều lần đó, hoặc là mình nhập sai nhiều lần á thì nó cũng bắt mình reset lại các bạn, hay là các bạn cập nhật chương trình thì mình cũng phải reset lại cái em sai này, và mỗi lần reset thì nó kêu mình kích hoạt như vậy. Và muốn kích hoạt á thì các bạn phải soạn tin nhắn, và thì các bạn phải biết cách soạn tin nhắn mới làm được. Thì hôm nay mình sẽ làm cái video hướng dẫn các bạn soạn tin nhắn để mà một là reset lại cái app em sai này, hoặc là mình mở khóa cái app em sai này do mình nhập sai nhiều lần, hoặc là các bạn đổi điện thoại á, qua một thiết bị mới á, thì nó cũng kêu mình kích hoạt lại. Thì hôm nay mình sẽ làm cái video hướng dẫn các bạn thực hiện các thao tác này ha. Mời các bạn theo dõi video của mình ha. Mình bắt đầu vào video các bạn. Rồi ha, giờ thì mình sẽ bắt đầu mình vô tin nhắn nha các bạn. Thì chỗ soạn tin nhắn ha, các bạn chỗ đến nè, các bạn soạn đến là 8149 giúp mình ha. Đó, 8149 nha các bạn. Đó, rồi xong ha. Còn ở bên dưới chỗ soạn tin nhắn ha, các bạn soạn tin nhắn giúp mình nha. Đó, là mình sẽ soạn là M S I G N là em sai nha các bạn. Đó, các bạn cách giùm mình một cái nha, khoảng trắng nha. Đó, rồi xong các bạn nhấn vô chữ reset nha. Đó. Rồi các bạn cách cho mình một cái nữa đó, rồi tiếp tục là các bạn sẽ nhắn cái user của mình đó, cái user nha các bạn, cái user của em sai nha các bạn. Đó, rồi xong các bạn cách cho mình một cái nữa, rồi các bạn nhấn cái số chứng minh của mình hoặc là cái căn cước của mình vô ha. Đó, thì ở đây mình sẽ dùng căn cước nha, nên mình sẽ nhắn cái căn cước của mình vô. Đó, xong thì các bạn nhắn gửi đi giúp mình ha. Đây đang gửi đi ha. Các bạn lưu ý giúp mình là phải soạn đúng cú pháp thì nó mới báo thành công các bạn. Đây nó báo mà mình đã xác thực thành công ha. Xác thực lại em sai thành công này nha các bạn. Thì nó kêu mình là quý khách vui lòng vô kích hoạt nè để sử dụng lại cái em sai. Đây mình sẽ tốt ra, mình sẽ vô em sai nha các bạn. Đó. Rồi ở bên dưới có chữ kích hoạt, mình nhấn vô thì nó đưa mình tới trang chủ là em kim nha các bạn. Đây mình sẽ đăng nhập mật khẩu em kim của mình vô ha. Đây để mình đăng nhập vô các bạn. Ở đây mình sử dụng vân tay nha. Đó, thì các bước để nó kích hoạt lại nè các bạn. Thứ nhất á là nó sẽ gửi mình một tin nhắn sang quan tên đầu này ha. Thì mình lấy mã số 8 số đó. Đây bước thứ nhất là mình sẽ đăng nhập em sai, bước hai mình sẽ bấm vô kích hoạt, mình mới làm hai bước rồi. Và bước thứ ba là quý khách vui lòng. Đó. Hoàn tất các bước trên em sai ha. Đó, rồi bước thứ tư là bạn bấm theo về trang chủ. Đó là xong ha. Rồi. Rồi giờ mình sẽ bắt đầu mình thực hiện ha. Mình sẽ nhấn vô chỗ chữ kích hoạt ở bên góc phải nó nè. Các bạn nhấn vô. Đó, các bạn nhấn vô cái test vô cái chỗ cái mũi tên ha. Đó, các bạn test vô chỗ này giúp mình ha. Đó. Xong rồi nó sẽ kêu mình nhập cái mã gồm 6 số nha. 6 số mà tin nhắn Sacombank nó gửi về cho các bạn. Thì mình sẽ thoát ra, mình vô tin nhắn Sacombank mới nãy. Đó ha. Rồi mình sẽ mở cái tin nhắn này lên ha. Đây là tin nhắn Sacombank, mình sẽ lấy 6 số này nha các bạn. 6 số mình đã phanh ô vuông đỏ nè. Đó. Rồi, mình sẽ lấy 6 số này, mình nhập vô nha. Quên, mình lấy 8 số mình nhập vô các bạn. Cái này gồm 8 số nha. Rồi, bắt đầu mình sẽ đổi mật khẩu em sai mình lại nha hôm qua các bạn. Thì cái mật khẩu em sai nó mới có 6 số các bạn. Thì mình sẽ nhập hai lần. Đó, mình sẽ nhập 6 số nha. Đó. Rồi bên dưới mình cũng nhập hai lần như vậy, bên dưới mình cũng nhập 6 số nha các bạn. Đó. Rồi xong các bạn check vô là chỗ cái mũi tên giúp mình là được rồi, mũi tên bên dưới nè, ở dưới góc. Rồi các bạn nhấn check vô kích hoạt. Đó, mình sẽ lấy mật khẩu thử cho các bạn xem. Đó, mình sẽ dùng vân tay nha các bạn, có bạn thì sẽ nhập mật khẩu con số nha, mình sẽ dùng vân tay luôn các bạn. Đây nó có mã số nữa các bạn. Rồi giờ mình sẽ vô mình để mình chuyển tiền thử có được không nha các bạn. Đây mình sẽ vô em banking của mình. Đó, mình sẽ chọn một số tài khoản để mình chuyển nha.
Đây định đi, mình đăng nhập mật khẩu vô. Ok, giờ mình sẽ vô chuyển tiền. Đó. Mình sẽ chuyển trong Sacombank luôn các bạn. Mình sẽ chuyển vô số tài khoản của mình luôn. Đây ha. Rồi. Đó. Mình sẽ nhấn vào bằng em code. Rồi mình sẽ thoát ra. Mình vô em sai, mình lấy mật khẩu nè. Đó. Rồi. Đó, mình sẽ lấy mật khẩu 6 số này. Mình nhập vô thôi các bạn. Còn nó chuyển đi nè. Đó. Đây mình nhập 6 số này vô. Rồi ok hết các bạn. Đây nó để nó báo mình chuyển thành công nè các bạn. Rồi. Các bạn để ý giùm mình ha. Thì cái chỗ mà nó kêu mình nhập cái soạn tin nhắn á, là em sai rồi xong cái reset xong rồi tới user các bạn. Cái user cả user của cái em sai này nha các bạn. Chứ không phải cái user của cái em kia nha. Bạn vô lưu ý mình ha, cái user của cái em sai á. Đó, mọi cái em sai đều có user hết. Đó, khi mình đăng ký cái app này đều có user nha các bạn. Các bạn phải nhớ cái đó thì mình mới được. Rồi xong cái đó là cái bạn tới cái số chứng minh mình thôi. Thì đây là cách mình để mình reset lại cái em sai ha. Còn các bạn là muốn kích hoạt em sai ha, hay là muốn khóa cái em sai của mình, hay là muốn mở khóa cái em sai của mình, thì các bạn làm theo cú pháp của mình ha. Mình đã có để cái cú pháp ở bên dưới này nha. Thì các bạn làm theo cái cú pháp của mình như cách mình làm là được nha các bạn. Rồi, chắc mình cũng xin phép khép video đây ha. Cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi video mình nha.